để mang. Anh vẫn bảo cái này cái gì? Hả? Cái này cái gì? Đây. Quên trên rồi. Cái này nói với anh là có người trong Lâm Đồng đặt em đấy, nhưng mà em bảo gửi vào đấy nó chết. Còn cây này nó thật sự ra nói những người nó có hai cây giống nhau nhá. Một cây để chữa bệnh dạ dày đại tràng, nhưng cây này để chữa bệnh trĩ cho trĩ là một. Và không có sữa, đây này, nhựa nó như thế này. Đây. À, đấy chở cây trĩ thì cái gì cây... Không, mày cứ hâm, hâm. Có phải cây dây chun à? Không, có này. Không, cây dây chun lá nó vẫn tròn tròn cơ. Đây, cháu nhìn này này. Đây là dây... Cháu đi hái thuốc cho tìm thấy đấy. Mày biết dây gì không? Dây ký linh kia này đắng lắm. À, cây này cho thấy lạ này. Đây, còn cây sa nhân này. Cây này thì bác có. Bác với ông vấn này này. Năm cây nay... Này, kiểu. Thấy thời kỳ tôi làm ở đây đấy. Kiểu, chạm xá luôn đấy. Nhưng cái sa nhân này không thấy được. À đây, còn cái... Anh có nhớ cái củ sâm này ai dòng không? Em trồng chứ ai cái dòng? Bác ở đây, cây này bác ơi, đâu có, ai làm bờ rào ấy. Đâu, thế nào? Cây độc lắm, hạt nó độc, quả đâu, cây đậu, đậu... Không phải đậu đâu, cây vông. À, vông ven. Vông ven, cây vông ven, vông ven có. Thiếu gì? Không vông mà. Cái nhựa của nó cũng giống cây này nè. À, có một loại cây không có sữa nữa, nó cây nó bé. Bé. Không, cái loại phải có sữa cơ. À, nó bé có sữa nhưng mà cũng tốt. Gọi là cây vông. Đây còn một ít cây đơn đỏ đây, đơn đây ông bấm vào đây ông ấy quay rồi. Đang quay. Đây cây đơn đỏ đỏ đây. Đơn đỏ. Còn mấy cây sa nhân là sa nhân mà trên rừng có hả bác? Đây bưởi bung đây này. Đây. Còn cái tóc tiên này. Bưởi bung đấy. Tóc tiên có đâu? Cái này đấy, cái này này. À, tóc tiên nó có hai loại, có cái loại nó leo leo tít. Đây, ông này còn hơn bố mày nhiều tuổi lắm. Ông vấn này sinh năm 48 nhỉ? Không phải. Bố cháu 57. Bố mày... Tôi thế còn xa. Anh mà... Tôi sinh năm 43. 43, cứ nghĩ tưởng 48 là ông Thỉnh à? Còn đây bố nó 57. 57 mà. Đây là cựu của trạm xá này, vườn của trạm xá này này. Thế thì bác mới trồng được. Cái này tôi trồng hết cái cây này. Nhưng mà cái này... bác có công nhận thời ông cô Nhung là thời thịnh vượng nhất của cái vườn trạm xá này không? Sợ. Đấy. Ở đây tôi trồng còn mấy hàng cây này, cây câu, cây... Hôm nay cây là này. Ngày quay lại cái vườn của trạm xá Yên Thế, thị trấn Yên Thế này, thăm lại vườn thuốc sau bao nhiêu năm trồng cây đây. Bây giờ không có gì đâu. Cây ngái. Cái này có dùng đâu. Cây ngái này, cái lá của nó cũng để uống chữa trí cháu nhá. Đây cái dây ký linh này này, mày nhìn cái dây ký linh ở trên. Cây này, cây dây gai đây là thuốc đau lưng đấy. Ông lại nhầm. Dây ký linh chứ. Dây ký linh ờ. Sao thấy dây ký linh này cho thật lạ thế nhỉ? Đắng. Cây này nếu mà xuống ở lên Khai Trung ấy, cái đường xuống Tân Phượng, Lâm Thượng ấy có. Có bác. Ở cái chỗ nhà máy sát ấy có, ở gần khe suối ấy. Ồ, đùa mày. Lá thì có cái lá giống lá đau xương. Đây, nhưng nhìn. Cây này là cây gì đấy? Đâu? Có quả thế. Cây này là cây hòe. Đây. Cây hòe. Đây, đây. Cái dây cho thấy dây của nó lạ nhìn đấy. Nhìn lên trên chỗ ấy, mà nhìn chỗ đường xuống Tân Phượng ấy. Cho thấy cái lá kia nó giống một cái cây gì và chứa cái u biếu ấy. Đây là cây cỏ xước. Giống con cái cây chứa u biếu cổ loại này, nhưng mà lại thân của nó lại không phải. Cái cây linh này nè. Cháu có nhìn, cháu có làm cái cây cỏ xước này bao giờ? Cây cỏ xước này để chữa bệnh khớp này. Của cháu lại cho cái này cho vào trĩ kìa. Nhưng mà cái loại bé thế. Lại bé chứ như mặt này sần sùi rã ra. Sùi đây, mặt. Cháu đang tái tạo tế bào ấy. Ừ, đây lấy cái loại bé đắp vào, hâm thế. Cháu là tái tạo cho lấy cái rui mặt đây nè. Xin chào tạm biệt các bạn nhá. Hôm nay là mình đến thăm lại cái vườn thuốc của trạm xá thị trấn Yên Thế. Sau bao nhiêu năm các thế hệ trồng cấy thì hôm nay quay lại vườn thuốc vẫn là tốt các bạn ạ.